Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay lại với Nghĩa Audio. Rất vui được gặp lại anh em trong cái lô hàng ngày hôm nay. Mình xin quay cả cái clip này để báo giá cho anh em xem cái lô hàng vừa mới cập bến ở bên mình ở đây. Tất cả đây là những cái con đẩy bãi được tuyển chọn rất là kỹ anh em nhé. Em có thể nhìn xem rất là đều và đẹp. Ở đây thì em về lô này thì có cả 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh. Công suất từ 500W trở lên anh em nhé. 500, 700, 800. Có con lên đến tầm 1.200W anh em nhé. Rất là khủng. Có cả sò than, sò sắt, cờ lát hát anh em nhé. Đấy, giờ chơi toàn cờ lát hát hết. Đây là có hai con CFTA 18F này. Con này là chạy 32 sò, 16 sò than, 16 sò sắt, cực kỳ đẹp anh em nhé. Kèm theo đấy là những con Calici và AK450, mặt phay nhôm rất là đẹp. Đấy, đây cho anh em xem ngắm qua một chút. Đấy, sau đó em sẽ đi vào chi tiết sau. Đây, những con này em sẽ tháo ra và thổi bụi cho anh em thôi. Đây, đây là cái con BAM BD Watterson BAM 4.0. Thì đối với con này thì nó cho ra công suất tầm 550W một kênh. Đánh rất khỏe, máy chạy Clutch H này, chạy toàn là có là IC công suất và MOSFET thôi. Chạy 8 con tụ này, chạy 8 tụ nhá. Đấy, chạy 8 con tụ. Đây, mạch còn mới tinh anh em nhá. Đấy, đây. Đối với con này thì nó có khoảng độ tầm 20 con. Đấy, 20 con. Đấy, BAM BD này, BD Watterson nhá. BAM 4.0. Đấy, công suất 550W một kênh. Giá của cái con này thì cho anh em có thể thoải mái đánh được những hai cặp loa bắt 25 và cặp loa bắt 30 ở trong gia đình dùng rất là ok anh em nhé. Giá của con này là 3.600.000 một con. Đấy, 3.600.000 một con. Mặt phay nhôm đẹp anh em nhé. Mặt phay nhôm con này là mặt phay nhôm màu xanh, xanh coban, này xanh bộ đội nhé, rất đẹp. Đấy, đều hết anh em nhé. Đấy, tiếp theo ở đây là nó sẽ có những con đẩy 3 kênh. Em có thể thấy ở dưới này, đây là có 1, 2, 3 này, 4 này, 4 con 3 kênh, 4 con 3 kênh. 4 con 3 kênh này thì có cái mã của nó là BAM 362. Công suất con này thì nó lên rất là khỏe anh em nhé. Hai kênh 600 và một kênh là 1.000. Hai kênh 600 nhá. Hai kênh 600, một kênh 800. Đấy, 362. BAM 362, em cứ nhìn này. Đấy. Đối với con này thì bên em sẽ bán cho anh em cái giá hữu nghị là 4.200.000. 4.200.000 một con, công suất rất là khỏe nhá. Chứ không phải những cái dòng công suất nhỏ đâu. Đấy, tiếp theo thì xin mời anh em cùng theo dõi cái đẩy này là 4 kênh. 4 kênh cũng của hãng BD Watterson luôn. BD Audio với mã là BAM614. Con này là còn khủng hơn anh em nhá, khủng hơn. Cái mã 614 này này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này. 614 nhá. Thì công suất của cái con đẩy này ấy, nó đưa ra là khoảng 800W một kênh anh em nhá. 800W một kênh ở chế độ 8 ohm. Thì đánh cho anh em được thoải mái luôn. Hai cặp loa bắt 40, hai cặp loa bắt 40. Đánh vô tư luôn anh em nhá, đánh vô tư luôn. Đấy, cho anh em có thể sử dụng được thoải mái luôn. Hàng tất cả là zin hết cho anh em, bao sóng bao test cho anh em thoải mái và bảo hành 3 tháng cho anh em sử dụng. Đối với con 4 kênh này thì cái giá để em bán cho anh em đối với cái dòng 614 này này. 614 này nhá, giá 4.900.000 anh em nhá, giá 4.900.000. Đấy. Và ngoài ra các 4 kênh nó còn một cái mã khác, đấy là cái mã BAM 404 này. Đối với con 404 này thì nó 4 kênh, đấy, 4 kênh anh em nhá. Đấy, 4 kênh này, 404 này. Công suất để đưa ra của cái con đẩy 404 này thì nó rơi vào 600W một kênh. Đấy, 600W một kênh anh em nhá. Thì bên em bán cho anh em với giá bằng cái mức giá là 4.500.000. 4.500.000 anh em nhá. Đấy, 4.500.000 một con đẩy 4 kênh. Đấy, quá giá rẻ luôn anh em nhé. 600W một kênh. Cho anh em thoải mái chơi bát 25, bát 30 trong gia đình vô tư. Mà tiếng của cái dòng này nó rất là hay anh em nhé. Rất là hay. Đây em có thể cho anh em xem một chút qua về ruột này. Đấy. Yeah. Ruột gan rất là mới luôn. Đây. Nó chạy rất là khủng nha. Mạch nâng tiếng kịch tiếng ở sau này. Đấy, mạch Clutch H nhé. Đặc trưng dòng Clutch H này. Máy rất là đẹp. Đấy, zin nguyên bản này. Mối hàn các thứ là mạch các thứ còn sáng choang. Đấy, anh em nhìn thấy chưa, thoải mái luôn. Đấy, con này thì là 4 kênh riêng biệt anh em nhé, 4 kênh riêng biệt. Rồi, ok, tiếp theo đến là cái dòng mà cũng là BD và BD Audio nhé, Watterson. Đấy, BAM 3.0. dòng 3.0 này đưa ra công suất 400W một kênh. Đấy, cho anh em đánh cũng được một cặp loa gia đình hoặc là làm hai cặp loa bắt 25.
đấy, cho anh em sử dụng. Đối với dòng này thì chơi những cặp loa như là Boss hoặc là BMB đấy, chơi trong gia đình là ok anh em nhé. Với dòng này thì em bán cho anh em với mức giá là 3 triệu đồng một một con này. Đây, đây mạch của nó đây anh em nhé. Chạy của nó là chạy đây, nó chạy 18 sò, 8 tụ anh em. Đây, 2, 4, 6, 8 này. Mạch cũng còn rất là đẹp luôn. Anh em thấy nhìn rõ ở đây. Đấy. Dòng này thì cho anh em dùng cực kỳ bền luôn. Đấy. Bãi nhưng mà nó là rất là bền. Đấy. Ok. Đấy. Đây là cái dòng 3 triệu nhá. Gia đình phân khúc giá rẻ cho anh em. Đấy. Còn đây là dòng 3 kênh, 4 kênh. Và dòng công suất là để đánh là loa bát 30-40. 3 triệu 6, 3 triệu. À, tiếp theo đây là dòng công suất lớn nhất này, đây là dòng công suất lớn nhất nhé, nó mang thương hiệu là Martin Brother, Martin Brother mã MA 3600 anh em nhé. Dòng này thì công suất rất là lớn, công suất nó lên đến là 1200W một kênh ở chế độ 8 ohm, mạch Class H đời mới rất là khủng. Đấy. Còn có một con duy nhất là con BAM 6.0, dòng này là công suất cao nhất 86W kênh. Đấy. Đây cho anh em xem, lôi cái này ra em, ngửa ra cho anh em xem này, ngửa mặt ruột lên. Dòng này thì mặt phay nhôm mà cực kỳ đẹp anh em ạ, Martin Brother. Đấy, đây anh em nhìn nhá, nó chạy bồ 8 tụ được đưa lên ở trên này và dung lượng thụ là 100V 10.000 microfarad, chạy Sonner G. Chạy Sonner G gồm có là 1 2 3 4 5 6 7 8 32 con sò, công suất rất là khủng, 32 sò NG nhưng mà nó lại chạy Class H anh em nhé, cho nên là đo ra công suất rất là khủng luôn. Đấy, đây anh em nhìn linh kiện này, nguồn rất là to nhé, nguồn rất là to, quá khủng luôn cho anh em chạy cái dòng này mà mặt cực kỳ đẹp này anh em nhìn này. Đấy, Martin Brother nhá, mặt phay nhôm quá là đẹp luôn, lô này là mặt phay nhôm hết anh em nhé, mặt phay nhôm hết, dòng này là phay nhôm trắng. Đấy. MA 3600 rất là khủng, đặc biệt đường sau đít con này thì nó có cả cái chế độ cắt cốt nhá, ngửa cái đít nó lên tí em. Lật cái đít nó lên để quay cái đít ấy, sau lưng đít ấy. Rất là nặng anh em nhé. Đấy, anh em bê mà chống mông lên này không bê đâu. Đây em cho nó đứng lên, cho nó đứng lên. Ok, đây là đít 6 đít của con Martin nhá, MA, con này là con MA 3600. Anh em nhìn này, nó có cần gạt cắt cốt luôn, có nghĩa là con này có thể đánh súp được anh em nhé, đánh súp con này đánh súp 40-50 vô tư. À, anh em hiểu không? Đây, cắt cốt này, 30Hz này, à, dưới 30Hz, trên 30Hz này, à, cắt cốt hay không này, on up này, à, có gạt dồn kênh này, stereo, à, Bridger, đầy đủ hết này, cổng vào, line ra, cổng link này, đầy đủ nhá. À, mà máy rất là đẹp, hàng rất là ít nhá, con này thì có 4 con, nó một con BAM 6.0, à, ok. À, cũng như cái dòng Calisi là về thêm một vài con anh em nhé, cũng là rất là đẹp, dòng này thì 2.950.000. Đấy. Ok, và con sò sắt nữa, con sò sắt này thì 5.9 triệu anh em nhé, 5.9 triệu. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Không tì vết luôn anh em nhìn này. Đấy. Con sò sắt này thì anh em nào có nhu cầu thì inbox qua Zalo cho em. Đây cũng là dòng sò sắt. Tiếp này, con GL, GL LP 1000W kênh. Đấy. Khủng bố luôn, cũng chạy sò sắt luôn. Hãng GL anh em nhé, hãng GL này, LP 1000W kênh. Đấy. Và rất nhiều sản phẩm khác anh em nhé, những cái mạch LA như là A450 này, 650, 850. Đấy, hàng mới rất là nhiều. Ok, là em sẽ kết thúc cái video ở đây và em sẽ test sơ qua cho anh em ở đoạn cuối video một vài cái thử qua một số tiếng và chất âm của những cái dòng này. Ok, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.